Bạn đang ngồi tại một quán cà phê trên sao Hỏa, cúi đầu cố gắng không thu hút sự chú ý. Nơi đây đông đúc, nhiều người đang hát hò, nhảy múa và nói chuyện rôm rã về cuộc sống trên sao Hỏa. Đồ uống của bạn đã mang đến và bạn nhấp một ngụm. Cho đến giờ, không ai nhận ra bạn. Bạn đang mặc một chiếc áo choàng với chiếc mũ trùm đầu lớn để che mặt và giấu mình khỏi ánh mắt mọi người. Ai đó vô tình va vào bạn và nhìn thấy mặt bạn. Âm nhạc dừng lại và giờ mọi người đang nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn không có nơi nào để chạy trốn. Bạn phớt lờ những ánh mắt soi mói và tiếp tục nhấm nháp đồ uống. Một ông lão có râu ngồi trước mặt bạn, ngạc nhiên trước sự hiện diện của bạn. Vậy đó đúng là sự thật. Không ai tin anh làm được điều đó, ông lão nói. Bạn không trả lời và tiếp tục uống. Mọi người tập trung quanh bạn. Một người đàn ông khác nói: Chà, anh sẽ không nói cho chúng tôi biết anh đã thoát khỏi nanh vuốt của Kraken trong không gian như thế nào sao? Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Chưa ai có thể kể câu chuyện về Kraken ngoài trừ bạn. Kế hoạch của bạn là tìm người đưa tin để đưa bạn đến một con tàu vũ trụ ở xa hành tinh này. Nhưng đã quá muộn, giờ mọi người đều biết bạn đang ở đây. Và người đưa tin lẩn trốn khi biết mọi sự chú ý đang đổ dồn vào bạn. Bạn mở mũ trùm đầu ra và giải thích mọi chuyện. 2 ngày trước, bạn đã trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện chuyến du hành vào không gian sâu thẳm. Bạn có một con tàu solo được thiết kế để vượt qua tất cả các chướng ngại vật trong không gian. Bạn chuẩn bị đồ nghề còn lại và đổ xăng. Mọi người đang quan sát bạn, biết rằng có thể bạn sẽ không quay lại được. Nhưng Kraken đã ở trong không gian quá lâu, làm gián đoạn các container chở hàng hóa. Một con tàu nhỏ như của bạn có thể né được khứu giác và thị giác nhạy bén của nó. Các tàu lớn hơn sẽ bị phá hủy. Bạn phải thực hiện nhiệm vụ là tìm Kraken và nghiên cứu nó. Nếu hiểu được cách thức và đường hướng của nó, bạn sẽ có thể tìm ra cách đánh bại nó. Mọi người nói lời tạm biệt và bạn cất cánh. Bạn biết sẽ là một chặng đường rất dài để đến được đó, có thể là 3 ngày trong không gian trống rỗng. Bạn đã xem một số đoạn phim ngắn về nó, nhưng không ai biết chính xác nơi nó ngủ, hoặc thậm chí là liệu nó có ngủ không. Bạn mở nhạc và cài đặt con tàu để kiểm soát hành trình. Bạn ghi chứng và cài đặt camera để quay bạn trong khi đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Bạn cũng có một số camera bên ngoài để quay lại mọi thứ chuyển động, thậm chí cả cảm biến nhiệt để phát hiện những sinh vật sống lơ lửng trong không gian. Sau vài tiếng, bạn ra khỏi khu vực an toàn của sao Hỏa và đi vào lãnh thổ nguy hiểm kia. Không có bất cứ nơi nào để trốn hoặc bất cứ ai để giúp bạn. Thỉnh thoảng, một vài con tàu nhỏ như của bạn bay ngang qua. Họ quan sát bạn tiến xa hơn đến chỗ Kraken. Bạn nhìn thấy nhiều biển báo trôi nổi chạy bằng máy cảnh báo bạn về Kraken. Camera bắt đầu quay và bạn ghi lại nhật ký bằng video. Nó đang truyền đến hệ thống mạng ở nhà bạn. Cho đến giờ vẫn chưa có gì. Mọi thứ yên tĩnh và tối tăm. Hàng giờ trôi qua và bạn chỉ đang lơ lửng giữa hư không. Bạn gần như muốn quay lại, nhưng sau đó bạn nhận ra có thứ gì đó trong cảm biến. Bạn nhìn thấy một sinh vật lớn gần đó. Bạn tắt đèn và giảm tốc độ con tàu. Bạn tiếp tục ghi hình và bắt đầu tự nói chuyện với chính mình, giải thích mọi thứ. Vật thể càng lúc càng gần. Bạn di chuyển sang một bên để tránh nó và bám vào một tảng đá đang trôi. Nhưng bạn vẫn không thấy gì cả. Không biết từ đâu, bạn nhìn thấy một số sinh vật giống sứa phát sáng đang tụ tập thành một cụm trên cảm biến nhiệt của bạn. Chúng có vẻ là những vật thể lớn, nhưng trên thực tế chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Theo nghiên cứu của bạn, những sinh vật này là thức ăn chính của Kraken. Vì vậy, có thể chúng đang chạy trốn khỏi nó. Sau vài phút, các sinh vật này trôi đi. Bạn phóng ra ngoài và bật đèn trở lại. Một vài tiếng nữa trôi qua và bạn vẫn không thấy Kraken. Đột nhiên, một cái gì đó vứt qua làm rung chuyển con tàu của bạn và khiến nó hơi chệch hướng. Bạn thấy một vật thể lớn làm các cảm biến nhiệt của bạn tăng tốc rồi rời đi. Bạn tiếp tục bay và kiểm tra cài đặt phát lại để xem liệu camera của bạn có ghi lại được gì đó không. Bạn cố gắng nhìn kỹ, nhưng có vẻ đó là một cơn gió thổi qua. Điều này thật kỳ lạ vì trong không gian không có gió. Bạn kiểm tra các cảm biến nhiệt và thấy một vật thể lớn có hình dạng giống Kraken đã lướt qua bạn. Nó vẫn còn ở đây và có thể đã ngửi được mùi bạn. Hệ thống của bạn có một số hạt DNA và đang nghiên cứu chúng. Sau một lúc, chúng cho thấy da của Kraken có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường. Lớp da dày và được tạo thành
từ một số chất liệu phát sáng của vũ trụ mà bạn chưa từng thấy ở bất kỳ sinh vật nào. Hệ thống tiếp tục nghiên cứu nó. Sau một thời gian, Kraken tắt radar của bạn và biến mất. Bạn quay lại, cố gắng tìm kiếm nó. Những người trở lại sao hỏa có thể xem dữ liệu và đã có thông tin về kích thước cũng như chất da của Kraken. Họ thậm chí còn thấy một số video mà bạn đã quay được. Khi bạn tiếp tục lái con tàu về phía con vật, bạn mở đèn pha, cố gắng nhìn mọi thứ. Camera của bạn vẫn đang quay. Đột nhiên, Kraken thay đổi màu da và xuất hiện ngay trước mặt bạn. Những chiếc xúc tu lớn của nó phát sáng xung quanh, đánh bay những mảnh vỡ không gian gần đó. Con mắt to như chiếc xe buýt của nó đang nhìn thẳng vào bạn. Nó mở miệng và bạn thấy những lớp răng sắc nhọn xoay tròn như một cái máy nghiền. Nó có một cái mỏ lớn có thể dễ dàng đập vỡ con tàu của bạn. Nó bắt đầu nhấp nháy màu sắc rất nhanh như một cách để cảnh báo bạn. Nó phun ra chất lỏng để di chuyển trong môi trường không gian không trọng lực. Nó đang tiến về phía bạn cho đến khi tự phóng được. Con tàu của bạn có khi trường lực tự động để tự vệ, nhưng không chịu được lực cắn mạnh của Kraken. Chỉ sau vài giây, tấm chắn bị vỡ và con tàu lao xuống một hành tinh khác. Bạn rơi xuống một vùng đất lầy lội. Con tàu vẫn nguyên vẹn nhưng không thể cất cánh. Việc phân tích Kraken đã sẵn sàng. Nó cho thấy con vật không cần oxy để thở và DNA của nó đang tiến hóa. Vì giờ nó đã cắn được một miếng vào khiên trường lực của bạn, nó có thể tự thích nghi để tạo ra khiên trường lực sinh học có tính chất tương tự. Nhưng bạn đã rơi xuống một hành tinh xa lạ, bạn mặc bộ đồ bảo hộ và quan sát môi trường. Bầu khí quyển chứa đầy nitơ và lưu huỳnh. Bạn ra ngoài và đi xung quanh. Nó có lực hấp dẫn tương tự như ở trái đất. Khi vượt qua đầm lầy, bạn bắt đầu nhìn thấy những hạt da nhỏ tương tự như những hạt da mà tàu của bạn đã bắt được. Chất lỏng bên dưới là một chất kỳ lạ và dường như đang làm hỏng bộ đồ của bạn. Vì vậy, bạn chọn cách bay lơ lửng. Cái cối kỳ quặc và dường như đang sống nhờ bầu khí quyển, nhưng không có dấu hiệu của sự sống ở bất cứ đâu. Đột nhiên, bạn nhìn thấy một miệng núi lửa khổng lồ dẫn đến trung tâm của hành tinh. Bạn bước vào đó và thấy một số con tàu tương tự như của bạn. Có vẻ như Kraken đã đánh bay chúng khỏi lộ trình và tất cả đều rơi xuống hành tinh này. Nhiều tàu dường như còn nguyên vẹn, trong khi những tàu khác hoàn toàn hư hỏng. Cảm biến của bạn phát hiện ra một thứ nữa. Nó cảm thấy có một sinh vật khác đang trú ngụ ở trung tâm. Bạn cố gắng đến gần hơn. Bạn đang cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cảm thấy mặt đất bên dưới đang rung chuyển. Bạn cúi xuống và cố gắng tránh những tảng đá rơi xuống đầu. Một xúc tu lớn thò ra từ đâu đó, rồi một cái nữa. Nó luồn lách và bò ra ngoài. Theo nghiên cứu trên hệ thống của bạn, Kraken này lớn hơn gấp 10 lần và trông cũng khác. Nó không thấy bạn, nhưng có thể cảm nhận được bạn đang ở gần đó. Nó bắt đầu tấn công hành tinh, cố gắng tìm kiếm bạn. Nó đánh sập con tàu của bạn. Bạn cố gắng tìm cách để khởi động tàu, nhưng nó bị thiếu một bộ phận. Bạn tìm thấy một con tàu bị bỏ rơi và lấy bộ phận mà bạn cần rồi đặt nó lên con tàu của bạn. Bộ đồ của bạn có chức năng tự sửa chữa, cho phép bạn sửa con tàu mà không cần công cụ. Sau vài phút, nó đã sẵn sàng để cất cánh. Bạn khởi động con tàu ngay cả khi nó bị hư hỏng và bạn cất cánh. Bạn luồn lách qua Kraken. Mọi người ở quán cà phê đều im lặng, nhiều người không tin câu chuyện của bạn. Họ đã ngừng nhận truyền trực tiếp trước khi bạn bị Kraken không gian hạ gục. Không biết từ đâu, chuông báo động vang lên và cảnh báo rằng Kraken đã đến, mọi người hốt hoảng chạy đi. Bạn nghe thấy một giọng nói trong đầu, toàn những lời lắp bắp, nhưng bạn bắt đầu thấy hình ảnh Kraken đang nói chuyện với bạn. Nó biết bạn đang ở đây và đang đến chỗ bạn.